Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Trọng Hay Làm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dự án rất là mới và nó đang nằm ở cái dạng là gọi là trending thịnh hành luôn đó các bạn. Đó chính là Sleep to Go, đi ngủ để kiếm tiền các bạn. Thì trước đây mình đã có những cái trend như là chạy để kiếm tiền nè, học để kiếm tiền nè, chơi để kiếm tiền nè. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy một cái xu hướng mới, gọi là đi ngủ để kiếm tiền các bạn. Các bạn nghe thấy lạ không? Đi ngủ mà cũng kiếm được tiền nha. Rồi, và đi ngủ cũng kiếm được tiền là có thật đó các bạn. Thì trang dự án này tên là GoSleep các bạn. Đây là cái trang chính của nó đây. Thì ở đây các bạn, mình sẽ đọc sơ qua cái dự án để cho các bạn xem nha. Và mình thông báo rằng cái đồng này đã list sàn nha các bạn. Các bạn vẫn kiếm tiền được hàng ngày, và nếu đủ minh các bạn rút thẳng về sàn để bán được luôn nha. Rồi thì các bạn thấy nè, ngủ để kiếm tiền ứng dụng là một ứng dụng phong cách sống trên web 3 kết hợp game free, show free và health free, có nghĩa là vừa chơi vừa mạng xã hội và vừa sức khỏe luôn các bạn. Người chơi sẽ được nhận một phòng NFT miễn phí nha. Rồi mỗi phòng ngủ ảo có gồm nhiều đồ nội thất, giường, gối, thảm, tất cả các đối tượng này đều là NFT và đều bán được hết các bạn. Bạn có thể tự do kết hợp NFT để tạo phòng ngủ và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Hệ thống địa lý bí ẩn phòng ngủ ảo sẽ bao gồm một mã tọa độ địa lý bí ẩn. Căn phòng đang đứng và tầm nhìn ra bên ngoài có thể khác nhau tùy nơi. Mã tọa độ không chỉ được sử dụng xác định vị trí mà được bổ sung các thông tin thời gian, chẳng hạn như thời đại sự thêm vào tương lai. Ở đây là nó đã có mã hợp, gọi là mã hợp đồng nha các bạn, địa chỉ hợp đồng đó, gọi là Smart Contract các bạn, ở trên mạng Arbitrum và mạng BSC. Thì mạng Arbitrum đó các bạn là một cái layer 2 của Ethereum đó, thành ra là phí giao dịch của nó cũng thấp thôi các bạn, và tốc độ của nó cũng cao, tốc độ cao mà phí thấp nha. Còn mạng Arbitrum gốc á, thì nó tốc độ nó chậm hơn và nó còn phí nó mắc hơn nha các bạn. Thì đây là cái mã của nó là ZZZ. Thì cái mã này là mã quản trị nha các bạn. Thì tổng cung là 600 triệu. Rồi, đây là cái lộ trình phát triển của nó đây các bạn. Rồi, mình sẽ đọc sơ qua nha. Thử nghiệm beta quý 2 chứ quý 4 thì phiên bản chính thức. Rồi, đây là một số cái thông tin mà mình điểm qua dự án. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn cài đặt, để các bạn đào nha. Rồi các bạn vào cái phần, mình đóng lại đi, vào cái phần download của nó đâu. Mình coi thử coi. Rồi những cái chủ đầu tư của nó cực kỳ lớn nha các bạn. Hàng gây, hàng KuCoin, rồi ForSight Venture, nói chung đó là backer của nó là cực kỳ mạnh, nó bắt rồi đối tác của nó cũng rất là lớn luôn nha các bạn. Thành ra các bạn cứ yên tâm, đây là một cái dự án là hoàn toàn xịn sò nha. Rồi bây giờ là các bạn hãy theo cái phần Twitter của nó đi. Mình sẽ vô Twitter nó để mình theo dõi luôn, để nó có cái thông tin dự án gì ấy các bạn, thì các bạn sẽ biết nha. Rồi để cài đặt thì các bạn vào cái phần GoSleep.download này cho giúp mình nha. Mình sẽ để cái link này ở trong cái phần mô tả cho các bạn nha. Thì app này hiện tại nó đang có cả trên Google và trên Android và trên App Store. Tuy nhiên trên Google các bạn thì các bạn sẽ sử dụng một cái APK nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm, cái này nó là một dự án lớn, các bạn rất là an toàn chứ không có vấn đề gì hết, không có scam đâu nha các bạn. Rồi và còn ở trên iOS á, thì cài thẳng được luôn nha, nó có app rồi. Con này làm khá là ngược các bạn, nó lại phát triển app ở trên iOS trước, còn Android sau nha. Sau khi cài đặt xong thì các bạn ấn vào cài đặt nha các bạn. Sau khi download về các bạn ấn vào cài đặt giúp mình. Rồi mở lên các bạn. Đây là phần đăng ký đây các bạn. Thì các bạn có hai cách để đăng ký. Một là các bạn nhập cái địa chỉ email của mình vào. Sau đó là các bạn vào cái email để các bạn nhận cái mã xác thực. Tuy nhiên thì các bạn có thể là đăng ký bằng cái Gmail có sẵn luôn nha. Thì các bạn hãy dùng một cái Gmail có sẵn của mình để các bạn đăng ký nha. thì cái bước này nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ở đây các bạn là bước thứ hai là các bạn nhập mã mời. Thì cái mã mời của mình đó, mình sẽ gửi trong cái phần mô tả nha. Các bạn nhập vào để ủng hộ mình nha. Mình sẽ để mã mời trong phần mô tả cũng như phần cái comment nha các bạn. Các bạn lưu ý là phải nhập mã mời á, thì các bạn mới vào được nha các bạn. Đó là các bạn sử dụng cái mã mời mình để bên dưới giúp mình. Rồi ở đây á, bước đầu tiên các bạn là các bạn được đúc một cái phòng NFT sẵn. Đó, thì đầu tiên thì các bạn bấm vào cái hình đó thôi, các bạn sẽ được một cái phòng nha. Người ta cho trước mình một cái phòng đơn giản thôi, nó chỉ có cái giường không mà các bạn. Sau này các bạn sẽ trang trí sâu nha. Rồi bước thứ hai là các bạn sẽ phải thiết lập cái giờ ngủ các bạn. Rồi các bạn sẽ cho phép những cái quyền này hết cho mình nha. Những quyền này chính là những cái quyền mà để người ta ghi nhận được cái hoạt động ngủ nghỉ của mình đó các bạn. Đó. Ok. Rồi ở đây thì nó đang giới thiệu một số cái mùa thi đấu của người ta các bạn. Rồi cái đó thì mình sẽ mình sẽ xem. Rồi trở lại cái phần giao diện chính đó các bạn. Thì đây là cái phần giao diện chính của nó các bạn. Mình sẽ ngủ và mình kiếm cái đồng NGT đây các bạn. Nó hiện cái NGT đây nè. Đó. Đây là cái phòng của mình. Đây là cái giờ mình ngủ. Rồi nếu như các bạn mà có cái giờ ngủ khác thì các bạn có thể thay đổi nha. Ở bên đây là những cái NFT mà các bạn có. Rồi ở phần ranking là cái xếp hạng những cái người đang thi đấu, đang chọn những cái mùa gọi là mùa thi đấu ấy các bạn. Rồi ở đây là nó bán sàn giao dịch, họ sẽ bán những cái phòng các bạn, họ sẽ bán những cái phòng nha. Đây đó, ở đây họ sẽ bán những cái phòng để giúp cho các bạn nó trang hoàng đồ đẹp đẽ hơn đó các bạn. Đây, thì nó tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh hơn đó. Rồi ở phần thứ 5 là nó là ví các bạn. Thì phần ví này nó thể hiện cho các bạn thứ nhất là Ethereum, thứ hai là BNB. Bởi vì cái con NGT này các bạn là nó chạy trên cả hai cái mạng luôn, cả hai cái mã thông báo. Đó chính là còn cái mã của mạng Binance Smart Chain và ETH của cái mạng Arbitrum nha. Rồi thì con này nó cho rút tiền luôn nha các bạn. Chỉ cần các bạn đủ cái min thì họ sẽ cho mình rút nha. Thì hiện tại cái min của con NGT này á, là 300 các bạn, 300 NGT, và giá của nó là có trên Pancake Swap rồi nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái mã để các bạn đi mời bạn bè. Thì ở đâu thì các bạn vào đây nè các bạn, và về cái room nè các bạn bấm vào cái hình nè, thì đây chính là cái mã code nha các bạn. Các bạn dùng cái mã code này để các bạn giới thiệu bạn bè nha. Ok, thì đó là ở đây nó cho nhiều thứ tiếng nha các bạn, nhưng mà không có tiếng Việt chỉ là tiếng Anh thôi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để add cái contract của nó vào luôn nha. Để các bạn có thể là để mình vô lại. Ở đây nó có contract luôn các bạn. Đây. Mình sẽ add đây. Nó có contract luôn này các bạn. Đó. Mình sẽ add cái contract trên BSC trước nha. Nó sẽ dẫn cho mình tới cái trang đây nó có contract luôn nha các bạn. Đây các bạn xem cái contract của nó nè. Đó. Thì từ cái contract này các bạn có thể add vào cái địa chỉ MetaMask của mình luôn nha. Đây. Mình làm nó hơi nhanh tí, nhưng mà những cái thao tác này thì những bạn nào làm nhiều rồi đó, thì nó cũng không phải là khó gì nha. Rồi. Ở đây mình sẽ thêm cái contract của nó vào luôn. Nhập token nè. Rồi các bạn bấm vào cái contract. Các bạn phải chọn đúng mạng nha các bạn. Mạng BSC nè. Rồi mình sẽ add cái contract vào nha. Cái phần token tùy chỉnh nè, các bạn dán vào đây. Các bạn đợi 1-2 giây thì nó sẽ ra cái biểu tượng luôn nha các bạn. Rồi các bạn add vào, nhập vào. Rồi các bạn, vậy là các bạn đã có cái con NGT trong ví rồi. Sau này khi nào các bạn đủ thì các bạn rút thẳng về đây nha. Những bạn nào mà muốn gọi là lấy ở cái mạng Arbitrum, để mình coi giá luôn nha các bạn. Đây, để mình coi giá bao nhiêu nha. Rồi import, các bạn sẽ thấy giá, các bạn nhập $1 vào đây thì 31 đồng các bạn. Ví dụ như các bạn nhập ngược lại đi, rồi các bạn nhập 1 đồng NGT đi, rồi thì nó là 0,03 đô nghe các bạn. Giá nó trên Pancake Swap là như vậy nghe, 0,03 đô. Mình chưa biết là một ngày ngủ được bao nhiêu nữa các bạn, nhưng mà các bạn chỉ cần đủ min là các bạn rút thẳng về sàn để bán luôn nha. Rồi bây giờ mình thêm luôn cái mạng Arbitrum nha các bạn, dành cho những các bạn nào mà muốn xem cái Arbitrum, muốn lưu trữ cái mạng đó trên mạng Arbitrum. Ok, đâu rồi đây các bạn, Arbitrum thì các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn, đây là cái con hàng của nó, đây là địa chỉ của nó nghe các bạn. Rồi các bạn vào lại ví Metamask, các bạn áp vào luôn. Thì Arbitrum là họ chạy trên cái mạng Arbitrum nghe, các bạn chọn cái mạng Arbitrum nè. Rồi mình hình như không có cái mạng Arbitrum trên này, để mình thêm vào chứ. Để áp cái mạng Arbitrum vào thì các bạn vô cho mình cái trình duyệt, nó vô cái chữ là chainlist.org nghe các bạn. Rồi các bạn tìm cái mạng Arbitrum này nghe. Rồi ok, thì đây bây giờ nó đã lên cái mạng Arbitrum này rồi các bạn. Đâu rồi, đúng rồi, mình đã có mạng Arbitrum rồi các bạn. Rồi ok, thì để mình sẽ thêm cái con Arbitrum này vào. Đâu rồi, ở đây mình sẽ copy lại cái contract của nó các bạn. Rồi mình vô mạng Arbitrum, rồi sau đó mình sẽ nhập cái token vào. Rồi mình sẽ dán vào đây. Rồi các bạn bấm xuống là tự động nó nhập nha. Rồi vậy là mình đã nhập xong cái hai cái contract của nó vào cả hai mạng Arbitrum cũng như là mạng BSC nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ về lại cái app, rồi để mình coi thử coi 1 giờ đào được bao nhiêu nha. Thì hiện tại là ở đây mình thấy là một ngày chắc là nó cho mình được 2 chấm, hình như một ngày được 6 đồng hay sao đó các bạn. Cái này mình chưa biết chính xác nha. Mình sẽ đào khoảng 1-2 ngày gì đó rồi mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình tạm thời chia tay nhau ở đây nha các bạn. Phần link đăng ký cũng như mã mời mình sẽ gửi trong cái phần mô tả cho các bạn đăng ký nha. Các bạn đăng ký sớm để đào cái đồng này cũng như là nó rút được tiền trực tiếp lên sàn luôn nha các bạn. Rồi mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.